Ngày nay, trang sức không chỉ làm đẹp cho phái nữ mà còn tôn vinh sự lịch lãm, nam tính và đẳng cấp cho phái mạnh. Xu hướng nam giới sử dụng trang sức đang gia tăng do đời sống kinh tế ngày càng phát triển. Văn hóa sử dụng trang sức nam để đeo dùng và làm quà biếu tặng được chú trọng nhiều hơn. Các nam giới cũng ngày càng có thói quen sử dụng trang sức như một món đồ thời trang thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ của mình. Là một thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực trang sức vàng bạc đá quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đi đầu trong dòng sản phẩm trang sức nam chất lượng cao, có nhiều ưu điểm vượt trội so với trang sức cùng loại trên thị trường. Mẫu mã đa dạng, chế tác tinh xảo, công nghệ đỉnh cao, nhiều mức giá để lựa chọn. Trang sức Bảo Tín Minh Châu sử dụng nguyên liệu chất lượng cao. Các sản phẩm trang sức nam được chế tác từ vàng nguyên liệu 24K, 18K, 14K theo tiêu chuẩn quốc tế, được giám định nghiêm ngặt bằng hệ thống máy móc hiện đại. Đặc biệt, không sử dụng nguyên liệu tái chế nên đảm bảo sản phẩm trang sức không bị xỉn màu, luôn giữ được màu sắc như mới. Các thiết kế trang sức sáng tạo, kế thừa tinh hoa của nhiều nền văn hóa. Các sản phẩm trang sức dành cho nam giới do Bảo Tín Minh Châu chế tác là sự kế thừa tinh hoa của nhiều nền văn hóa, dựa trên những nền tảng truyền thống, kết hợp với những ý tưởng táo bạo, độc đáo của nhà thiết kế và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ kim hoàn lành nghề để tạo nên những sản phẩm trang sức thời trang, độc đáo, bền chắc và tiện ích. Bên cạnh đó, các sản phẩm trang sức nam nhập khẩu đa dạng mẫu mã, đa dạng giá cả, mang đậm phong cách hiện đại, giúp chủ nhân thêm đẳng cấp và sành điệu. Đối với tôi từ lâu thì Bảo Tín Minh Châu là một cái nơi mà rất là uy tín và thật sự là một cái điểm đến mà tôi không cảm thấy lăn tăn hay là phải đắn đo điều gì cả. Tôi có thể đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào Bảo Tín Minh Châu. Và trong thời gian gần đây thì tôi lại rất là bất ngờ là bởi vì Bảo Tín Minh Châu lại có riêng cái dòng sản phẩm dành cho nam. Bởi vì như chúng ta biết thì những cái đồ nào đó mà dành cho nam giới thì thường phải có một cái gì rất là tinh tế và khỏe mạnh để nó tránh phân biệt cái việc là các đấng mày râu rất là ngại đeo trang sức. Nhưng mà khi mà tôi đến với Bảo Tín Minh Châu và khám phá cũng như là được trực tiếp tận mắt chiêm ngưỡng cái bộ sưu tập mới dành đến cho nam giới của Bảo Tín Minh Châu thì tôi hoàn toàn ngạc nhiên và phải nói là rất là thích thú. Bởi vì không chỉ có dòng bạc mà còn có cả vàng với rất nhiều những màu sắc. Và tôi thấy là có cái sự tinh tế và nuột nà đến từng chi tiết một. Thì đây là một trong những cái điều mà tôi rất rất thích. Bởi vì tính tôi là người rất là cầu toàn. Nên là khi mà xem một cái sản phẩm nào đi chăng nữa thì tôi cũng rất để ý đến tất cả các chi tiết. Thì tôi thấy là cái điều đó hoàn toàn có được với các cái sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu nói chung. Và đặc biệt là đối với trang sức nam nói riêng. Để khách hàng tự hào về những bộ trang sức mà mình sở hữu không nhiều người có, Bảo Tín Minh Châu có những mẫu trang sức độc đáo, điển hình như trang sức nam gắn đá quý, đẳng cấp thời trang, đẹp sang tài lộc, trang sức nam gắn kim cương, đẳng cấp của người thành đạt, trang sức nam nhập ngoại, tinh hoa hội tụ, lịch lãm và cá tính, trang sức bạc dành cho nam mang lại sự nam tính, đồng hành cùng sức khỏe và phú quý cho người sử dụng. Các mẫu trang sức chế tác tinh xảo, kết cấu bền chắc nhờ bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ kim hoàn lành nghề. Các chi tiết như chấu giữ đá, đầu rồng, chốt bản lề, khóa an toàn, khóa gen cơ học trên trang sức nam được sản xuất bằng nguyên liệu vàng đặc biệt nhằm hạn chế mài mòn, biến dạng khi sử dụng, đồng thời đảm bảo giữ chắc đá ngọc không long, rơi khỏi trang sức, tránh làm rơi những món đồ quý giá khi vận động và chạm mạnh, giúp quý khách hàng yên tâm khi đeo dùng. Đối với chúng tôi thì chúng tôi sẽ chọn những cái mẫu trang sức rất là tinh tế. Vì thế mà thật sự là khó để nam giới lựa chọn cái đồ trang sức cho mình. Nhưng mà khi đến Bảo Tín Minh Châu thì hoàn toàn chúng tôi có thể chọn được rất nhiều những mẫu ngoài sự tưởng tượng của tôi dành đến cho cá nhân của tôi. Và như các bạn thấy thì nếu mà lên hình thì rất là ít khi tôi sử dụng trang sức, trừ khi là những trang sức rất là tinh tế. Nhưng mà khi mà đi chơi, đi dã ngoại cùng bạn bè hoặc là đặc biệt là với cái mảng phim ảnh, với vai trò là một diễn viên thì tôi lại rất để ý đến trang sức, bởi vì trang sức chính là một trong những yếu tố nói lên một phần nào đó tính cách và con người của mình. Các mẫu trang sức được sản xuất trên công nghệ hiện đại bậc nhất của Ý, Nhật cho ra đời những sản phẩm sắc nét tinh xảo đến từng chi tiết. Máy nấu vàng cao tần của Ý giúp luyện vàng bong mịn, đạt độ bền lý hóa cao. Máy đúc chân không tạo sự bền chắc cho sản phẩm, giảm hao hụt vàng trong chế tác nhằm hạ giá thành sản phẩm. Quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đóng khắc dấu ký hiệu đầy đủ. Để khẳng định gu thẩm mỹ và đẳng cấp của mình, các nam giới đừng quên sử dụng các mẫu trang sức để tăng thêm vẻ đẹp lịch lãm và đẳng cấp của phái mạnh.